Một điểm đáng mừng là 14 công trình sáng kiến vì giáo dục lọt vào vòng chung khảo chương trình Trí thức trẻ vì giáo dục năm 2018. Không những bắt kịp xu thế công nghệ thời 4.0 mà còn hướng đến giá trị xã hội vì cộng đồng. Tiến sĩ Lục Quang Tấn là tác giả phần mềm học tiếng Anh IO Study. Đây cũng là một trong 4 công trình xuất sắc nhất năm nay. Anh Tấn sinh ra và lớn lên ở Lào Cai. Với đặc thù của một tỉnh miền núi giáp biên giới, có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, việc dạy và học tiếng Anh còn rất khó khăn. Do đó, anh mong muốn xây dựng hệ sinh thái học tập tiếng Anh cho học sinh miền núi. Tiến sĩ Lục Quang Tấn và các cộng sự đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng một hệ sinh thái học tập tiếng Anh thông minh, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lại dễ dàng sử dụng. Với các công nghệ được sử dụng như công nghệ nhận diện giọng nói, trí tuệ nhân tạo, công nghệ video peer-to-peer, Big Data, sản phẩm có nhiều tính năng nổi bật. Phần mềm có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị, máy tính bảng hay điện thoại. Nhóm chúng em gồm có 5 thành viên đến từ đơn vị là phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. Phần mềm của chúng em dựa trên những sự đam mê và những cái ý tưởng của 5 cái tác giả, dựa trên những cái trăn trở xung quanh và tạo ra những cái sản phẩm có ích cho cộng đồng. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, là những nhà giáo dục và những nhà công nghệ, chuyên gia công nghệ thông tin, thì chúng em mong muốn là tạo ra được một cái sản phẩm dạy và học đáp ứng ứng dụng được những cái công nghệ hiện đại của cái cuộc cách mạng công nghiệp này, qua đó giúp cho cái người học thì có thể người học giáo viên và người học tiếng Anh được dễ dàng hơn và nhanh chóng nâng cao trình độ của mình. Mặc dù mới ra mắt hơn một tháng, nhưng IO Study thu hút hơn 1.600 giáo viên, 36.000 học sinh tham gia và có phản hồi rất tích cực. Nhờ áp dụng công nghệ hiện đại, nên giáo viên, học sinh có thể thống kê được kết quả học tập, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết như thế nào, thống kê được kết quả học của từng lớp, thầy cô có thể xem xét được kết quả của học sinh. Chương trình năm nay còn đón